Vâng, nãy giờ chúng ta đang xem một bé Saban Baby nha các bạn. Này, size tầm 20cm thôi, size baby. Rất là ngố nha các bạn. Ăn giếng Duvia, bao xương khỏe luôn. Đấy. À, rất là khí thế. Nhìn chú ta ăn rất là ngon lành nha các bạn. Đấy. Nước rất là ngon lành, vô cùng hiền nha các bạn. Đấy. Nhìn thấy cưng chưa nào? Bạn nào thích có thể liên hệ Facebook hoặc Zalo của shop nha. Đấy, bé này là có bán nha, Saban Sai Baby. Quá xa đẹp. Đây là clip test ăn của Saban nha các bạn. Đang được 3 con gián, chuẩn bị ăn con thứ 4. Mùa này mà kiếm được hàng baby hiếm lắm nha. Lâu lâu mới nhập được về một bé thôi đó. Tranh thủ đặt nha các bạn ơi. Chỉ một bé duy nhất. Quá ngon lành. Đấy. Thấy cưng chưa? Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Best Show nha các bạn. Có nhiều các clip hay và các bé thú cưng. Thích nuôi gì thì cứ liên hệ. Best Shop sẽ bán xuyên Tết này nên các bạn cần gì cứ đặt hàng. Đấy, sẽ lùng các bé lại cho các bạn. Ok, xin chào. Gặp lại các bạn trong clip sau với bé đi nào. Sọc Saban Baby 20cm. Hàng hiếm nha. Bye bye.